Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay xin mời tất cả quý vị cùng với Hải Sơn tham quan các sản phẩm loa kép công nghệ đang có mặt đầy đủ tại Thiên Hà Audio. Đầu tiên, gia đình loa kép wireless sẽ bắt đầu từ dòng kép LSX2. Hiện nay thì họ đã cho ra mắt thêm phiên bản kép LSX2LT. Thực chất đây là phiên bản cắt giảm nhẹ của kép LSX2, nhưng mà giữ nguyên chất lượng củ loa và giữ nguyên cái chất lượng khuếch đại cũng như âm thanh thì nó rất là giống với kép LSX2. Với kép LSX2 thì chúng ta sẽ có cái mạch công suất được để ở mỗi bên loa, cho nên là chúng ta sẽ dùng hai dây nguồn và hai loa này thì có thể kết nối không dây với nhau và nó hỗ trợ run ready. Còn với phiên bản kép LSX2LT thì chúng ta sẽ cắm dây nguồn vào một bên loa và âm ly nó sẽ ở bên này, và sau đó chúng ta sẽ dùng một cái dây USB Type-C đặc chủng được cấp theo để cắm từ một bên loa này sang bên loa phụ. Nói về công suất thì đây là cái cặp loa có mức công suất là 100W x 2. Như vậy là tổng công suất nó sẽ là 200W, chạy mạch Class D. Nó rất là mạnh mẽ khi cho chúng ta cái mức âm thanh lớn, và nó sẽ cực kỳ phù hợp khi chúng ta để ở trên bàn máy tính này hay là trong phòng nhỏ, setup làm những cái bộ nghe nhạc phụ ở trong nhà. Và cái giải tần hoạt động của nó thì cũng rất là rộng, khi tiếng trầm nó có thể xuống được tới là 54Hz và xuống sâu nhất là 49Hz ở mức -6dB. Và cái điểm hay nhất mà Sơn đánh giá cao ở tất cả những cái dòng loa kép này là họ đã viết cái app rất là tốt và kết hợp với cái bộ DSP ở phía bên trong, giúp cho chúng ta có thể chỉnh chuyên sâu loa, chỉnh được các cái cắt tần ra subwoofer tùy ý này, rồi điều chỉnh là tiếng trầm nó xuống sâu hơn hay là nó gọn hơn này, điều chỉnh được rất là nhiều thông qua cái app đó. Kép LSX2 là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời khi chúng ta setup trên bàn máy tính để nghe nhạc hay là chơi game. Và đây là cặp loa có cái chất âm rất là hay, nó cho âm thanh tinh tế và cũng rất là mạnh mẽ. Nói chung là âm thanh của nó là dẫn đầu trong phân khúc giá. Sau đó chúng ta sẽ đến với đôi loa đàn anh là kép LS50 Wireless 2. Đây là một cặp loa rất là hay, nó cho mức công suất rất là mạnh mẽ, lên tới là 380W x 2, tức là tổng cộng là 760W cho hai loa này. Và nhờ vào mức công suất lớn cộng với cả cái giải tần hoạt động của nó khá rộng, cho nên nó có thể sử dụng để cho âm thanh rất là mạnh mẽ cho những gian phòng lên tới khoảng hơn 30m2. Và giải trầm của nó thì cũng xuống sâu hơn so với dòng kép LSX2. Nó có thể xuống được tới khoảng từ 40 cho tới 45Hz tùy vào mức suy hao decibel. Và cũng tương tự như những cái dòng loa kép công nghệ khác thì nó có app chuyên sâu để cho chúng ta có thể chỉnh cắt tần này, dùng với subwoofer này, hay là điều chỉnh cái giải tần cho nó phù hợp với cái sở thích nghe nhạc của mình. Và đồng thời đã là loa công nghệ nên hỗ trợ rất nhiều cách thức chơi nhạc trực tuyến khác nhau, cũng như chúng ta có thể chơi đơn giản nhất qua AirPlay hay là Bluetooth. Và chúng ta sẽ đến với người anh cả trong series LS Wireless Collection, đó chính là LS60. Đây là phiên bản loa cột và chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều driver hiện diện ở trên mẫu loa này. Phía đằng trước chúng ta sẽ có một cái bộ cụm củ loa đồng trục là Uniqui driver array nhỏ thôi. Nhưng mà quý vị sẽ thấy ở mỗi bên này sẽ có hai cái loa bass, tổng cộng trên một cái chiếc loa nhỏ nhắn như thế này có tới 4 loa bass hoạt động theo kiểu là cancelling driver, tức là nó đánh đối xứng nhau và nó sẽ tự triệt tiêu rung động của nhau. Và công suất của mẫu loa này là một điều đáng nói, nó rất đáng nể, nó lên tới là 700W cho một chiếc loa, và tổng công suất của hai loa này lên tới là 1400W nhờ vào mức công suất rất là mạnh mẽ cùng số lượng loa trầm rất nhiều trên mỗi cái chiếc loa này, khiến cho chiếc loa này có thể hoạt động ở những không gian tương đối rộng lớn, lên tới có thể là 60m2 vẫn có thể cho ra âm thanh rất là ấn tượng. Và tiếng trầm của loa này cũng là xuống sâu nhất trong dòng LS Collection, nó có thể xuống sâu tới là 26Hz cho tới 31Hz tùy vào mức suy hao decibel, và giải cao sẽ lên là 24kHz. Ngoài ra chúng ta hoàn toàn có thể cài cái application đến từ kép để có thể điều chỉnh chuyên sâu, nhờ đó cho ra âm thanh hay hơn, tối ưu hơn so với cái chỗ mà chúng ta đặt loa. Và đã là loa công nghệ thì sẽ hỗ trợ đầy đủ tất cả các công nghệ kết nối hay là công nghệ chơi nhạc không dây cao cấp nhất hiện có của kép. Chúng ta có thể thoải mái chơi nhạc từ các trang nhạc trực tuyến, truyền qua Bluetooth, AirPlay hay là hỗ trợ Roon. Rất nhiều cách thức để chơi nhạc rất thú vị với sản phẩm này. Và bất cứ khi nào khi quý vị cảm thấy thiếu tiếng trầm trong hệ thống thì hãy mạnh dạn tìm đến một chiếc loa siêu trầm chuyên để nghe nhạc, ví dụ như là kép KC92 đang có ở đây. Sản phẩm này có thể được sử dụng với những cái loa kép dòng loa LS, dòng loa chuyên về sản phẩm công nghệ, hoặc có thể được sử dụng để kết hợp với mọi bộ dàn âm thanh hi-fi khác nhau. Cái điểm đặc biệt trong sản phẩm này đó chính là công nghệ hai loa trầm chủ động đánh sang hai bên, hay còn gọi là fog cancelling. Nó sử dụng là hai loa woofer có đường kính 9 inch đánh đối xứng nhau sang hai bên và tự triệt tiêu rung động của nhau,
Đồng thời là chúng ta sẽ tận dụng được một cái thể tích nhỏ gọn nhất để có được nhiều âm trầm hơn. Và tiếng trầm của loa này xuống rất sâu, con số thực sự rất ấn tượng là 11 Hz. Chúng ta có thể sử dụng cho những gian phòng theo như hãng nói là có thể lên tới là 100 m². Và đây là một trong cái loa trầm cao cấp nhất đến từ KEF. Và tất cả những sản phẩm loa kép công nghệ đang có mặt rất đầy đủ tại Thiên Hà Audio với mức giá cực kỳ tốt khi quý vị liên hệ tới số hotline đang hiển thị ở trên màn hình. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại trong các clip lần sau.